Rồi các bạn, thì hôm nay mình sẽ lùa cái bà chịch này vô chuồng nha. Đây là những con vịt sim, sim Pháp, sim màu đen á. Lâu. Trời ơi. Lâu. Đi lâu. Đây các bạn, thì mấy con vịt sim các bạn lùa hết vô chuồng. Đây là con vịt trống bự nè. Nó bay đó luôn. Đi luôn. Các bạn thì lùa vô chuồng thì lùa từ từ, coi vịt sim nó bay dữ lắm. Nó đi vòng qua đó. Vòng qua đây. Để các bạn đi vòng mới đó rồi. Lùa nó lại. Thường thường nó vô chuồng, hôm nay sẽ nó không vô chuồng các bạn. Đi lâu. Đi lâu, vô đầu tao lâu. Đi qua mau lên. Phải nhẹ nhàng như nó các bạn. Đó, các bạn nó vô chuồng, nó vô là một con là nó vô luôn đó. Chuồng kia luôn. Ít gì được. Nó không hết được á. Nè. Đây là những con vịt sim các bạn, thì sẵn sàng vô chuồng để đem đi bán. Thì ở đây thì nuôi vịt sim nhiều quá, ăn cũng hết, nó lớn thì phải bán kiếm tiền bù lại lúa các bạn. Lần nào bán nó dây lùa lên khoảng con, thì là cái mưa bút lùng kính dài, cái bài ù ù. Đây chờ thêm con. Hồi đây các bạn, đây là có con vịt bự đó các bạn. Vịt bự là vịt trống các bạn. Con vịt bự là con vịt trống đó. Vịt này vịt trống nha các bạn. Cái vịt mái. Đó là con vịt trống, cái đầu nó, cái mỏ nó bự là con vịt trống đó các bạn. Con vịt này kế bên là con vịt mái nè. Đây con vịt này là con vịt mái. Đó là con vịt mái nha các bạn. Thì đây là thêm một con vịt trống nữa nè. Đây con vịt trống đây. Giờ đây là có con vịt mái. Vịt mái nó kia nhỏ xíu các bạn. Hai bốn sáu. Cái gì? Tẹo xuống chưa? Cái gì? Em ở tàu mua rồi bỏ ngoài bể tàu hả? Rồi thả ngoài bể tàu hả? Rồi nó có ngoài chưa? Ủa?
Ừ. Cho thằng Kim nó dậy đi. Đây là còn sót một con vịt phía ngoài. Nó giật đi con nè. Thọ tay thắm mắt đi. Hình bao đi con. Cái hình bao đi. Đi. Cái gì? Hình bao đi, mở lên, hình bao cho nó mở lên. Lưu phành kìa. Lưu phành bao phủ kìa. Lưu phành bao phủ kìa. Lưu phành bao phủ kìa. Lưu phành bao lu cái lu cắn nó chết lu lu dưới cánh lấy về con, lấy về cái đó con. Lưu bị quấn kẹt kẹt. Lưu bị quấn ơi, yên đây yên lưu, đừng có đi đâu hết. Lưu máu quấn yên lưu, yên lưu, yên lưu. Thì bắt vịt bỏ vô cái bao các bạn, bỏ vô cái bao đừng đem đi ra ngoài. Còn vịt sim nó dữ lắm, không có bắt trói tới tay được đâu. Nó không dữ lắm. Trời Kim. Lưu có cho lấy bao kìa. Trời Thành đau lên. Gãy cánh, gãy cánh. Bắt thu luôn kìa. Cây. Nó bỏ vô cái bào, bỏ vô cái bào. Đây, sư cha. Đó các bạn không coi chó lù tôi cũng tính lia vào nữa. Nó bắt phụ kìa, đó há họng nữa kìa, đó há họng thấy ghê không?
Nó cười kìa. Con chó nó cười. Nè, quấy nè. Các bạn thì một con nữa đó nghịch máy hay sao hả Ken? Đây còn hai nghịch máy nữa các bạn. Thôi. Rồi các bạn thì xong rồi các bạn đi. Ba con vịt này, sáu con vịt này chắc tầm 18 kg hả? 20 kg á. Con vịt tới thì thả ra ngoài các bạn. Hớt lông luôn luôn coi, lông cánh luôn đi. Hớt lồng cánh nhưng không có bay các bạn, mốt dễ bắt. Còn không vịt chim nó bay như con đại bàng gì á. Nó bay hơn vậy, bay còn hơn chim nữa, nó hơi vừa rồi. Hôm đó con bay như lâu không? Còn còn con chưa nè, bận nói có lần trời đen chân mày vậy. Nhìn lâu. Nè, ngày xưa lu đọc gà. Hôm nay lu ẻ lu ăn mà thôi. Ôi. Lu ơi lu à. Ừ, hết ngay phao câu rồi nhỉ. Hôm nay được nhiêu ký? 55 ngàn ký, con vịt có 3 ký có 100 không được 200 ngàn con vịt nữa. Con vịt xin không được 200 ngàn nữa, 180 ngàn. Sắp tới vào đây thì kèn. Đâm luôn kìa. Thì coi một con cho 200 ngàn. 6 con vịt thì bán tầm 1 triệu các bạn. 1 triệu thì tầm 45 đô la. 45 đô la là 6 con vịt thì giá 45 đô la, không được 50 đô la nữa. 45 đô à. Có bán luôn cho lưu đó luôn thì vượt may được 50 đô. Rồi đây là con vịt trống các bạn, vịt cồ á. Nó đạp mấy con vịt máy, nó sẽ đẻ ra con trứng vịt. Trứng vịt xong rồi nó ra là ra con vịt con. Vịt con nó sẽ thành con vịt bự để bán tiếp cái dòng đời nó là vòng tròn vậy đó. Rồi thôi, video mình kết thúc hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo nha các bạn. Nhớ hãy nhớ đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ kênh nha.
Rồi các bạn thì sách bị dịch phải bỏ xuống xuồng, các bạn thì chở đem đi bán. Nó xa vậy đó. Đem xuống xuồng nữa các bạn, đó, xuống xuồng nữa các bạn. Chó lưu của chừng dịch kìa. Chó lưu đi theo nó rồi Ken. Làm gì nó không đi theo hết trơn. Bỏ dịch xuống xuồng các bạn, xong rồi chở ra ngoài kia nữa. Chứ không có bán mà không có đường lộ đi được. Hôm nay mùa nước ngập á, nước lũ. Rồi thôi các bạn nhớ đăng ký kênh Nhật ký miền Tây để theo dõi các video tiếp theo về miền Tây nha các bạn.